Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung thu tiền đỗ ô tô tại sân bay Nội Bài sau khi người lái đã đột tử. Chiều 12 tháng 10, thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày, lãnh đạo cảng đã nắm được thông tin người nhà nạn nhân bị đột quỵ trong ô tô tại sân bay phải trả phí sân đỗ ô tô tại sân bay Nội Bài. Sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã cử đoàn cán bộ về tỉnh Nam Định để thăm hỏi, động viên gia đình và thắp hương cho người đã mất. Đồng thời, lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài quán triệt người lao động báo cáo kịp thời mọi tình huống bất thường để có những ứng xử phù hợp. Trước đó, hồi 21 giờ ngày 4 tháng 10, một nhân viên đội an ninh kiểm soát sân đỗ ô tô trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra khu vực sân đỗ ô tô nhà ga T1 nhận được thông tin từ hai hành khách nước ngoài yêu cầu trợ giúp y tế đối với ông NXD, sinh năm 1977, thường trú tại Ý Yên, Nam Định, tạm trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, đang ngồi trên xe ô tô biển kiểm soát 18AXX cần trợ giúp y tế. Ngay lập tức, nhân viên y tế có mặt tại hiện trường hỗ trợ y tế ban đầu, đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Tim Hà Nội, đồng thời liên hệ gia đình để thực hiện các thủ tục tại bệnh viện. Thông tin từ bệnh viện cho biết, bệnh nhân đã tử vong ngoại viện. Đến tối ngày 11 tháng 10, người nhà của nạn nhân quay lại sân bay Nội Bài để nhận xe ô tô đang đỗ lại tại sân đỗ ô tô từ ngày 4 tháng 10. Nhân viên thu phí của Trung tâm Khai thác ga Nội Bài đã thực hiện thu phí theo quy định từ ngày gửi xe đến ngày 11 tháng 10. Sau đó, mạng xã hội lan truyền câu chuyện người nhà nạn nhân đến sân bay để lấy chiếc ô tô ra khỏi bãi đỗ thì phải thanh toán khoản tiền sân đỗ là 1,4 triệu đồng. Sự việc thu hút nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người phản đối đơn vị quản lý sân bay khi không miễn phí chi phí sân đỗ cho người đã không may qua đời. Có ý kiến cho rằng việc tính phí đỗ xe tới ngày 11 tháng 10 là không đúng luật bởi giao kèo hợp đồng sử dụng sân đỗ lẽ ra phải chấm dứt từ ngày 4 tháng 10, thời điểm tài xế, chủ thể tham gia hợp đồng tử vong. Tuy nhiên được biết, hệ thống thu phí sân bay Nội Bài nhận điện biển số xe để tính phí, không nhận diện tài xế. Trao đổi với báo Người Lao Động, luật sư Ngô Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đánh giá, xét về mặt pháp luật, việc gửi xe thu phí tại sân bay là thỏa thuận dân sự bình thường. Phía sân bay có quyền và nghĩa vụ phải thu phí gửi xe, quyền là của đơn vị đứng ra tổ chức thu, còn nghĩa vụ là của người thực hiện việc thu phí. Tuy nhiên, xét về góc độ nhân văn thì việc thu tiền trong khi chủ xe đã đột tử như trong trường hợp trên là cách cư xử cứng nhắc. Trong trường hợp tương tự, nhân viên thu phí có thể đề nghị cấp trên xem xét để đưa ra cách ứng xử phù hợp hơn. Và ý kiến cho rằng, việc tính phí đỗ xe tới ngày 11 tháng 10 là không đúng luật bởi giao kèo hợp đồng sử dụng sân đỗ lẽ ra phải chấm dứt từ ngày 4 tháng 10, thời điểm tài xế, chủ thể tham gia hợp đồng tử vong. Luật sư Tuấn Anh đánh giá, ý kiến này không đúng. Bắt người đàn ông say rượu đấm vào mặt trung úy công an. Khi lực lượng công an xã ở Thanh Hóa đang tới hiện trường giải quyết vụ xô xát, Phạm Văn Quế say rượu không những cản trở người thi hành công vụ mà còn đấm liên tiếp vào mặt một trung úy công an. Ngày 12 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Quế, sinh năm 1977, ngụ xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành về tội chống người thi hành công vụ. Theo Công an huyện Thạch Thành, khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 10, lực lượng Công an xã Thạch Bình tới gia đình ông PVT, ngụ xã Thạch Bình để giải quyết mâu thuẫn đánh nhau giữa ông T và cháu ruột của mình. Tại đây, ông Phạm Văn Quế, anh trai của ông T, đã không những không ngăn vụ xô xát giữa ông T và con trai mà còn có biểu hiện say rượu, liên tục chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự và ngăn cản việc giải quyết của lực lượng công an. Thậm chí, ông Quế còn dùng tay đấm liên tiếp vào mặt một trung úy Công an xã Thạch Bình khiến người này bị thương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.